rồi em tự mua đất nữa. Một năm chỉ có làm được 1 tháng thôi. Này. Mấy năm rồi bây giờ làm được 2 gian để mà buôn bán cho nó hỏng hết. Trong ngày mất trí tình tất hết rồi anh. Rất là cảm thông với em. Rồi cố gắng xong là dần dần thôi để khắc phục bây giờ đã, để cho tối nay thì cho các con nghỉ ở chỗ nào đã. Vâng ạ. Sao phải sang nhà bà nghỉ mấy hôm ạ? Quý vị và các bạn thân mến, hai vợ chồng thì tích góp với nhau thì làm từng gian một. Thế nhưng mà trong một đêm thì đã kéo hết các tài sản của hai vợ chồng trẻ. Thì đi hết rồi, rất là thông cảm với hai em. Các bác thân mến, đây là thôn Xéo Lùng. Vào rạng sáng ngày 23 thì do mưa lớn thì đã làm sạt lở một đoạn dài tà ly của thôn Xéo Lùng 2. Hiện tại thì đang tắc đường từ tuyến đường từ Du Già, Đường Thượng sang Thái An. Hiện tại thì ở đây thì có vài hộ gia đình đang ở gần với cái sông và rất may là không có thiệt hại về người. Rất là nguy hiểm. Đây là đang di chuyển cái chuồng à? Có chuồng lợn giết có bị sao không? Không sao đâu gì. May quá nhỉ. Bà con đang giúp nhau là di chuyển chuồng trại. Sát nước quá, sát sông quá này. Tối nay không dám ở nữa rồi. Nha. Yeah. Toàn bộ bùn đất đang là chỗ này. Ui, trơn quá. Nhật. Và để đang thông tuyến. Dày nhỏ. Ôi. Khối lượng lớn đất sạt xuống. Bà con đang giúp nhau các đường rất là dày các bạn. Rất may là lúc đấy là khoảng mấy giờ à em? 1 giờ anh. 1 giờ đêm à? Nhà mình là nhà nào? Nhà mình là... Đây là nhà bác nào? Bác nào ở gần đây? Đâu? Chủ ở bên kia rồi anh ạ. Chỗ áo xạ, chỗ chị nào? Để em hỏi. Mà áo khoác. Áo khoác? Vâng, áo khoác. Áo khoác nào nhỉ? Kia kìa. Quần bò, quần bò. Đấy là kia. Quần bò kia. Mà áo khoác tóc hơi bà má. Biết bên kia? Vâng. Đang đi kìa. Đang đi kìa. À, rồi. Ui, ôi đây. Tất cả may mà không ở bên này nhờ. Đây là cái quán à? Đẩy hết tất cả bùn đất vào trong này các bạn. Cửa rất là nguy hiểm, đằng sau là sông nha, suối nha các bác nha. Suối ở đây thì nước về rất là nhanh. Nó là thung lũng mà, lũ ống lũ. Chào các bác nhá. Ô, đây này. Tảng đá kìa, rất to. Chào các chị nhá. Ôi dồi ôi. Quý vị, bạn này vẫn còn một vũng nước. Tắc đường rồi, không đi được nữa rồi nhờ. Chỗ này vẫn còn xuống đấy. Đây là bà con đến giúp gia đình. Ui, dây điện này, dây điện cũng xuống luôn này, rất là nguy hiểm. Cắt điện rồi đấy nhỉ? Cắt rồi đúng không? Đâu, ở đây nhà nào ở gần đây? Có chủ nhà nào ở đây gần đây không? Chủ nhà? Đâu? Ở đây thôi. À. Ở bên kia à? À. Khoảng mấy giờ thì sạt hả em? 2 giờ đêm à? Có tiếng nổ to không? Thế lúc đấy thì làm như nào? Đang ngủ à? Đang chơi game nhưng mà chưa ngủ á? Thế là chạy ra luôn à? Vâng, là chú ra gọi. À. Nhà chú ở nhà bên cạnh. Chú chạy ra gọi. Có tiếng nổ to không lúc đấy? Dạ có. Hùm phát à? Sân lở 2-3 lần, lần đầu thì chú gọi dậy rồi. À. Chú gọi dậy qua nhà chú bên này. À. Thế là có mưa to không? Lúc đấy có mưa to không? Dạ, có. Nước đằng sau chắc nhiều lắm nhỉ? Nước đằng sau lúc ấy nhiều lắm nhỉ? Vâng. À đấy ạ. Hôm qua là mưa to nhất ạ. À. Mà chỗ em lại có cả sấm à? Sấm sét to lắm. Ô, chỗ này nguy hiểm nhỉ? Dốc quá. Có gió to nữa à chú? À thế à? Nhà chú ở đoạn nào? À đây à? Lâu lắm có mùa nào mà nó mưa to như thế này không? À. 12 giờ, 11 giờ, 12 giờ hay mưa to. À thế à? Vâng. Hôm qua 11 giờ là mưa to tầm đá rồi. 11 giờ là bắt đầu mưa. 1 giờ vẫn chưa mưa to. 1 giờ, 12 giờ đến 1 giờ là 11 giờ là bắt đầu mưa to, xong là đến 2 giờ, 3 giờ. Em dậy 2-3 lần xem hai đứa con. Ừ. Thế là nó rơi vào tầm khoảng 1 giờ 2 giờ nhỉ? 2 giờ đêm. Rất là nguy hiểm, lúc đấy đang ngủ say chứ. Và đấy lên tất cả là cái đồ đạc của 2-3 nhà liền kề đây. Đây là di chuyển sang bên này. Đây, cổ trước tất cả di chuyển. Nhưng mà Phuc Bang nghĩ là chỗ này cũng chưa an toàn. Bởi vì nếu mà tối nay có mưa nữa thì chỗ này thì cũng rất là nguy hiểm. Đó. Tao được thấy một khối lượng rất là lớn. Đây. Những người lúc đấy là rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 giờ đêm. 2-3 giờ sáng, lúc đấy đang ngủ rất là say. Và nguy hiểm hơn là những cái nhà này thì đằng sau này lại là suối nhá các bác nhá. Và suối thì nước lên rất là nhanh. Những cái nhà kiên cố này còn đỡ, những cái nhà bên ngoài kia thì mỏng manh hơn thì rất là nguy hiểm. Nhà em ở đâu? Em ở bên kia. À không phải ở đây à? À thế về giúp thôi gì? Ừ. Ừ. Rất là dày cái đất đá mà rơi xuống mà nó còn mềm nữa. Thôi bình tĩnh. Đấy. Cảnh thạch nhá, cảnh thạch đấy. Đấy. Tối nay thông được đấy nhỉ? Cố gắng là thông được nhỉ? Đấy, cho xe máy đi thôi, thôi không thì đi hai bên không đi được. Nhà chú ở đoạn nào? Cái nhà này thiệt hại tầm 200 triệu. À. Sửa máy móc, máy cày ấy. À máy cày à, máy cày tất cả máy móc ở trong này à? Vâng. À chuyên sửa máy cày à? Một cái đã trôn ở chỗ hai thằng đớm kìa. À. Máy mới. Máy mới. Vâng. À tức là anh ấy máy chuyên mới là điện đào ở đây. À. Đớp nó tẩy xuống dưới kia, hai cái xe máy nó tẩy vào trong nhà kia. Thế bây giờ là đang trôn ở dưới kìa. Máy cày đã trôn kìa. À thế à? Đúng cái cột xác kìa. Vâng, thế là vẫn chưa lấy lên được? Chưa. Ồ. Chưa được đâu. Lấy được 3 cái cũ ra thôi. Lấy được 3 cái cũ ra. Vâng. Thế là trong đấy nhiều máy cày lắm à? Máy cày nó còn may ra còn bán đi một nửa ấy, còn một cái mới, còn ba lại cái cũ. Vâng. Hai cái xe máy. Hai cái xe máy. Vâng. Xe máy thì mò được ra rồi. À thế à? Ôi dồi ôi, thế. Thế là nó lúc sắp đổ đấy mình có biết không? Biết mà, lúc vừa đổ cái là nó mưa ít thôi. Chứ mà đa bà con đa 4 anh em đang dọn để nước thông ấy, đúng là thấy ở trên này nó đang được đồng thì vừa mới chảy, đúng là hai vợ chồng đa ở trong kia. Đớp nó đẩy hai vợ chồng đớp vào tường đấy à? À đấy à. Mai ra đấy. Vâng vâng. Có hai thằng thì đứng ở gốc cây kia. Vừa mới bước sang gốc cây kia là nó sạt lở xuống tới luôn. À thế à? Mày thế nhỉ? Mày lắm. Ôi à. Vâng. Thế là anh đấy là anh chủ nhà là anh nào ạ? Anh Sài. Anh Sài đâu nhỉ? Đang nhất kìa. À, vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng. Đấy, hỏi đấy, nghe lời anh vừa kể đấy thì là rất là nguy hiểm. May mà là đẩy chứ không phải là vùi luôn. Đây, hiện tại thì hai cái máy cày vẫn đang đi chôn ở dưới này. Anh ấy làm nghề sửa máy cày, rất là khổ và máy móc ở trong này. Đấy, và có thể thấy là và bây giờ thì chúng ta xem là các cùng các chú nào cháu Nhật nhấc cái chuồng trại lên. Bây giờ là nhấc đi đâu hả các anh? Nhấc đi đâu? À, vâng. Thế thì để xe chở đất đi đã. Mang chuồng trại để đi ra chỗ khác gần quá nhờ. Anh Sài là anh nào? Trước kia nó ở bên này. À bị đẩy xuống thôi đúng không? À đấy. Kia nó rồi. May mà lợn giết không bị sao đâu đúng không? Rồi, quý vị và các bạn và các bác thấy là suối cũng rất là gần. Đây, may mà trong đêm mà nước hôm qua là rất là cao luôn. Đây, các bác thấy là đây, từ hình flycam nhìn thấy bác có thể thấy là rất là gần. Nếu mà nước mà lên cao thì hầu như là sát đến cái thềm nhà rồi, mà trong khi đó đất ở trên kia thì lại lở xuống. Không thiệt hại về người nhưng mà máy móc cơ khí thì hầu như đã bị chôn vùi hết rồi. Bây giờ là thế là trâu bò với lại là lợn thì bây giờ đang nhốt ở bên nào? À bên kia à? Nhốt nhờ ở nhà. Thật sự là rất là nguy hiểm. Tất cả các cây cối. Ôi trời, nặng lắm đấy. Cẩn thận. Chuồng lợn, tình cảm hàng xóm ở trên này thực sự là rất là tuyệt vời. Có nhà có việc thì tất cả làng xã đã đến giúp đỡ nhau. Đấy là một cái niềm an ủi thực sự cần trong lúc này. giờ thì xe đi thì đoàn người sẽ nhấc cái chuồng trại này đi sang bên kia. Tìm hết rồi. Nào. Nào đây. Hai lão đỏ kìa các bạn, đổ ra bếp thêm tôi đâu. Đó, anh máy xúc lùi ra đã. Dạ. Đâu cái máy cày đâu ạ? Vâng. Anh mới 13 triệu đấy. Vâng. Thế là bây giờ đã cuốn vào đây. Vâng. Thế bây giờ lấy ra thì cũng hỏng rồi chứ làm sao mà. Vâng. Cái này thì lấy ra chưa biết hỏng hay là không thì không biết đâu. Vâng. Bây giờ nó ngâm như này thì hỏng rồi. Đất nó nén chặt như này. Bẩn hết rồi. Rất là dày các bạn. Cái tảng đá may, rất là may là tảng đá đấy đã không xuống trước. Nếu mà cái tảng đá xuống trước là nguy hiểm đấy nhở. Hai vợ chồng đá đứng lên này. Vâng. Hai vợ chồng đá đứng đây thì vâng. Đớp tại hai vợ chồng bay đông bầu cái bàn thờ kia. À. Thế là may mà không ngất nhỉ. Nguy hiểm quá. Vâng. Thế hai đứa con thì đứng ở đâu? Hai đứa con thì đang ngủ ở trong buồng kia thì có một bà bên này nó tỉnh hơn một chút xong là nó đe hai đứa con đi sang bên kia. À vâng. Đấy. Vâng. Ô đây lấy cái nhà gọi là cái chuồng lợn. Ôi rồi này trong hồ đất ta kia. Cố lên. Ôi nặng quá. Thôi là chè phải nó ăn thế nào. Cục thẳng nữa là lên thẳng ra. Lên thẳng ra. Sức xuống đi. Thế nó phía thẳng ra. Thế em đâu mà to lắm em à. Chỉ thơ. Châu. Cố lên, cố lên. Được đấy. Rất là nặng. Ôi, cố lên. Sắp đổ rồi, sắp đổ sang bên này đấy. Bên này yếu hơn hay sao? Sao? Sang bên này nhiều hơn này, đúng rồi. Ôi ba, hai ba. Ôi rồi. Cẩn thận. Cẩn thận đấy nha. Rất nguy hiểm luôn. Ôi, cái kia sắp rơi nữa kìa. Cái kia sắp rơi nữa kìa. Tháo rời ra. Cẩn thận nha. Cố lên nào, cẩn thận nha, đổ nhá. Ôi, tháo ra còn lấy hơn, nguy hiểm quá. Cố lên. Ôi lại thụt à. Nè, lại thụt chân rồi. Ô, lại kéo người. Ôi, thụt chân. Ôi rồi ơi, thụt quá. À, đúng rồi. Đấy, đã khênh được cái chuồng chạy ra đây rồi. Cái bây giờ đặt xuống là đổ đấy, thả ra là đổ đấy. Các vì của nó bị đổ là tháo được. Đúng rồi. Cẩn thận nhá, rơi vào đầu thì nặng. Ôi, đấy được chưa? Thôi tháo ra đi. Rồi điện cũng đã cắt hết điện rồi, rất là nguy hiểm. Cẩn thận có đinh đấy nhá. Xin chào quý vị và các bạn và các bác đã quay trở lại với kênh Phuc Bang. Hiện tại Phuc Bang đang có mặt tại thôn Xéo Lụng 2 của xã Thái An. Vào rạng sáng ngày 23 sáng nay ấy, thì đã xảy ra một vụ sạt lở đất do mưa to kéo dài và đã làm cho tuyến đường từ trung tâm xã đi Đường Thượng và Du Già đã bị tắc cục bộ. Và hiện tại thì bà con nhân dân trong thôn đã đến giúp các hộ gia đình ở gần ven đã bị đất đá sạt lở vào trong nhà. Và hiện tại thì bà con cũng đang khắc phục những cái thiệt hại và giúp nhau khênh chuồng trại và dọn những cái đồ đạc trong nhà để tránh ra khỏi, để dọn số đất trong nhà để trả lại mặt bằng và ổn định cuộc sống. Đây là cái bậc khênh từ bên kia sang, và bây giờ tháo các vì ra để đặt gọn lại, vì đây là để mặt đường cho sau khi cào khỏi đất thì sẽ thông tuyến để đi lại. Thực sự là một cái đất đá, hai cái chuồn này đi khoảng 2 mét, 2 mét xuống 2 mét đấy, may mà còn không xuống sông đấy, suối đấy. Nếu mà suối thì cuốn hết rồi, xuống thì đi hết rồi. Vâng. Ôi, chỗ này bây giờ hẹp quá nhỉ. Thật sự chỗ thì bắt buộc phải ở. Vâng, vâng. Quý vị và các bạn có thể thấy là khi nhìn trên flycam ấy thì chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa mặt đường và đằng sau suối thì rất là gần, rất là sát sông và sát đường. Vì vậy là cũng rất là nguy hiểm cho những cái lúc nước lũ ống lũ quét, bởi vì ở những cái khu vực khe như vậy thì nước ở độ cao về thì rất là nhanh, tràn lên rất là nhanh, và cũng nguy cơ sạt lở thì lại càng cao. Không con nó phải nó xuống. Rồi đây là một vị tất cả cả nam cả nữ đều cùng nhau. Chúng ta có thể thấy đây là đồ đạc đã được di chuyển về phía bên này, nhưng mà cũng không dám chắc là chỗ này có ổn không. Đây là những hộ gia đình có tầm khoảng chục hộ gia đình ở đây. Kéo ui dồi. Đấy, đặt vào đây. Cẩn thận, kẹp tay nha. Rồi, xong. Hết rồi, xong rồi. Mày quá. Kênh của anh tên gì đấy để... Dạ. Bạn này nói chung lắm. Anh chào em. Anh em cho anh hỏi một chút là cái em có thể kể lại cái vụ sạt hôm qua được không? Lúc đấy là khoảng mấy giờ? Lúc đấy chắc là khoảng 1 giờ anh. 1 giờ à? Vâng. 1 giờ. Thế lúc đấy gia đình mình ngủ chưa? Lúc đấy là khoảng 11 giờ là vợ chồng em dậy về thu thả quả, vẫn còn một lò thả quả chưa thu. Nên là bọn em dậy về thu thả quả xong. Bọn em vừa mới đi ngủ. Chắc là bọn em thu khoảng hơn tiếng ấy. Bọn em đi ngủ thì chồng em kiểu là trong thả quả mệt quá, chồng em ngủ say rồi. Giật xong là em vẫn chưa ngủ say, vẫn còn tỉnh ấy không. Em nghe thấy tiếng mấy cái cây kia đổ, thế là em mới gọi chồng dậy. Em với chồng dậy thì nước đã đến đây rồi ạ. Nước á? Nước đằng sau nhà? Nước ở trong nhà ấy. Vâng. Thế là lúc đấy nó đã ngấm xuống rồi ạ? Vâng ạ. Nó đã sạt một bên kia rồi. Vâng. Nước đã. Vâng. Nước không đi được nữa nên là vào nhà em đến cao hơn cổ chân rồi em mới đi lấy mấy cái viên gạch ở bên dưới nhà ấy, bên dưới để cho màn nó thông ra đằng sau. Em vừa lấy xong thì chồng bảo là lấy cuốc đi đào một cái rãnh kia để cho nước đi ra ngoài, không thì tí nước vào trong kia lại nhà lại sập xuống. Em cũng nghe theo chồng xong là đi đào được một tí thôi, chồng bảo là em phải dậy đưa các con đi trốn sang nhà bác. Thế là em đưa các con đi. Em vừa đưa các con đi xong em quay lại thì em vừa mới đào một tí thôi. Em cũng trong lúc em đưa các con đi em cũng đi gọi mấy nhà bên này sang phụ giúp đi. Xong rồi em đến lúc đấy là em vừa về đến, thế là bên này sụp luôn rồi, sụp luôn một bên này. Xong em mới bảo là chị dâu chồng ấy, em mới bảo chị sang xem các con, bởi vì lúc đấy các con ở nhà chị cũng sụp gần nhà chị nên em bảo chị sang xem. Thế là chị vừa sang xem thì cái chỗ này sụp luôn, bọn em chạy không kịp luôn đấy. Chồng hai anh trai chồng thấy chạy trước, thế là chồng với em chạy chưa đi qua được nên là bọn em chạy vào nhà. Thế là ở cái đống đấy em cũng không nhìn rõ nữa. Cái lúc em quay ra nhìn thì đã đè hết lên, kiểu nó chỉ là bùn thôi, đấy, đè hết lên người chồng em rồi. Thế là tí khoảng vài giây sau thì chồng em thấy tĩnh lặng rồi, xong chồng mới bảo là vợ chạy ra ngoài. Thế là bọn em chạy ra ngoài thì cửa đã, lúc đấy là nhà có một cái hiên như thế này nó đã sập xuống rồi. Sập rồi, che lại đường. Che lại đường, không thấy đường đi nữa. Lúc đấy điện còn có điện không? Có ạ, lúc đấy vẫn có điện. Nguy hiểm thế. Chồng em bới đất xong chồng em ra, thế là em theo chồng ra luôn. Thế lúc đấy là mảng này đã xuống rồi? Xuống rồi ạ. Xuống rồi lúc đấy. Thế còn lúc đấy còn mưa không? Có, vẫn mưa. Phải tầm khoảng là gần 3 giờ thì mới hết mưa anh ạ. Thế à? Thế lúc đấy suối đằng sau kia nước có lên cao không? Lúc bọn em chạy ra đây thì suối dâng cao. Vâng. Lúc đấy thì cao lắm. Khoảng 4 giờ lúc mà trời sắp sáng thì suối mới hạ một tí. Thế là nó cứ mưa cả đêm à? Nguy hiểm quá nhỉ. 11 giờ ạ? Đúng rồi, lúc đấy tầm 11 giờ. Kiểu mưa xong bọn em dậy về thu thảo quả. Thế là tất cả các mẻ thảo quả nó cũng hỏng hết à? Mất thảo quả thì đây một đống, bọn em vừa bới ra ở trong đất đá. Đang đi sấy lại. Không biết là cô mong là còn không bị ướt hết nhỉ? Em chỉ mong là sấy lại nó sẽ được khôi phục lại. Rất là nguy hiểm. Cảm ơn em nhé. Cố gắng khắc phục thôi bây giờ. Người không sao là tốt rồi. Lúc đấy may là em đưa được hai con. Đấy, sợ nhất là cái đội này này. Vâng. Đây à, con trai của em đây đúng không? Con trai đây. Thế là nó tầm khoảng 11 giờ đêm rồi. Vâng ạ. 11 giờ đêm là mưa rồi. Thì khoảng 1 giờ thì mới sập. Đấy thì cả chỗ này sập. Chỗ nào cũng sập, em không có chạy gì đâu. Đúng không? Bởi vì đằng sau là suối, đằng trước là bị sập rồi thì rất là nguy hiểm, người hoang mang đúng không? Vâng. Lúc đấy em thế nào? Trong người nào có chân có? Em không cảm thấy run, em chỉ thấy kiểu nó đến đột ngột quá anh ạ. Vâng. Lúc đấy là còn chưa biết sợ đúng không? Kiểu em ra đến lúc đấy em ra đến ngoài này em đi tìm con không thấy con, ở nhà chị em mới thấy sợ. Lúc đấy mới bắt đầu thấy sợ. Thế lúc đấy con đã là ở nhà bác rồi đúng không? Vâng ạ. Lúc đấy chị lại đưa sang nhà bên này ạ. Bởi vì bên này không an toàn nữa. Chỗ này. Ở đây tổng có mấy nhà gần nhau nhỉ? 4-5 nhà. 4-5 nhà. 4 nhà nhỉ? Hẹp quá, gần nhà. Thế nhà anh thì ở đâu? Ngã ba đây này. Thế à? Ngã ba trên kia thì không sợ đâu nhỉ? Anh 28 kia rất là nhiều cái này. Cái chỗ này là nó vẫn còn chưa yên đâu. Chỗ này nó vẫn còn xuống đấy, bởi vì nhìn nó có chân nữa đâu. Rất là nguy hiểm. Đấy, vừa kể lại câu chuyện là trong đêm, sự là ban ngày còn đỡ chứ ban đêm là nhất là lại nửa đêm nữa. Đang ngủ say, may mà là nhà em làm thảo quả thì ngủ muộn đấy chứ. Nếu mà ngủ, nếu mà mà không ngủ muộn thì cứ nghĩ là trời mưa là ngủ mát, mà ngủ thì rất là nguy hiểm. Kiểu em còn tỉnh ấy, nếu mà em ngủ thì kiểu là mình trông thật cả đêm cũng mệt thì, nên là không tỉnh. Xong em gọi mãi không tỉnh, em xuống đến dưới đất thì nước đã dâng lên hơn của chân rồi. Rồi, nguy hiểm quá. Cảm ơn em. Công tác khắc phục thì bà con trong làng thì đang cùng nhau hỗ trợ. Thực sự là rất là nguy hiểm. Nghe lời kể của cô chủ, em chủ nhà mà đã bị thiệt hại nặng nhất mà bên kia đó là ở giữa cái chỗ trung tâm sạt. Dây điện đứt hết rồi đúng không? Đấy, dây điện cũng đã bị đứt luôn. Chắc chắn là công tác khắc phục sẽ còn kéo dài, nhưng mà chỉ là có thể là chỉ là thông đường để xe máy đi lại đã thôi, chứ còn ổn định ngay hôm nay thì rất là khó, phải ngày mai ngày kia nữa. Rất là sâu, đất là nhũn, dây điện. Có mỗi chỗ này nữa là thông thôi nhỉ. Đấy. Thì chắc là hôm nay tạm dừng ở đây thôi nhỉ. Mai thì mới là dọn dẹp được hơn. Tối rồi. Đấy, còn một chút ít này nữa thì là sẽ thông được đường rồi. Rất may là không thiệt hại về người, nhưng mà tài sản thì coi như trong nhà đã hư hỏng rất nhiều rồi. Đặc biệt là đây, ngôi nhà mà sửa máy nông nghiệp này thì là của anh ấy đã bị rất là nhiều vào chính giữa luôn. Đấy là nhà rất là sát đường luôn, và đằng sau thì cũng rất là gần suối luôn, sát càng sạt. Đường những ngôi nhà trên vùng cao thì thường là có một điểm chung, đó là đều là ở gần rất sát tà luy. Điều đó cũng rất là nguy hiểm mỗi khi có mưa kéo dài, sạt lở, lũ ống, lũ quét thì rất là nguy hiểm. Tất cả mọi người, kể cả du khách đi từ phía đường thượng sang đây thì vẫn đang bị tắc dài, vẫn chưa qua được. nay vẫn đi chợ, sáng nay vẫn đi làm đúng không? Sáng nay vẫn đi làm, xong tiền luôn là quay cái về. Đấy, anh tình làng nghĩa xóm đúng không ạ? Nên là đi đâu thì đi, biết tin phát là về luôn. Biết xong là về đến nhà xong là tháo đồ đạc xong là quay sang đây làm. Vâng. Đấy. Tình làng nghĩa xóm rất là tuyệt vời. Mặc dù là đi xa nhưng mà nghe tin là cũng chạy về đã về để giúp đỡ nhau. Anh vào muộn đấy. Thì hôm qua cũng đi. Nói chuyện là tôi được. Sao cái gì mà? Tránh đi. Tránh đi. Cao. Ngô hay là cái gì đấy? Lấy quần áo của cháu đi giặt ạ. À giặt, hôm qua bị bùn hết rồi đúng không? Đi giặt. Nhà chị đây à? Không phải đâu, nhà đây là nhà Thượng Thí. À. Sợ quá nhỉ? Tối nay oi sợ nó lại mưa tiếp đấy. Tối hôm qua mưa dài hơn nửa tiếng. Vâng. May còn chưa ngủ. Vâng. Xoáy thọc quả xong là nó chưa ngủ ấy. Vâng. Xong là nó bị sạt lở đất, xong là nó mới cho hai đứa cô kia nó chạy sang bên này, xong là một tí lại tiếc. Vâng. Nguy hiểm quá. việc tối qua. Thôi, sắp thông rồi. Còn một chỗ này nữa thôi là thông rồi. Ui. Nhà chị ở tận đâu? Trên kia. À, trên kia à? Có bị làm sao không? Đấy, cái giường là ngủ kìa, giường ngủ kìa. Đúng rồi, hai cha con ngủ kia này. Ờ, hai cha con mình ngủ kia. Ui, nguy hiểm nhỉ, đây. Nó vào đến đây rồi các bạn. Quá nguy hiểm luôn nhỉ. Cái tảng đá kia nữa nhá. Cái tảng đá kìa. Tảng đá mình ra sau. Ra sau, nếu mà xuống trước thì nguy hiểm đúng không? Cái tảng đá này trước mà nó ở dưới. À, nó có vẻ ở trên đúng không? Cái lưới này trước là một cái hành lang trên này nó để à cái lưới này à nó đẩy vào đây thôi gì? Đẩy vào đây. À. Cái lưới này. Cái lưới kia là cái lưới để chuồng gà. Đây á, chuồng gà. À ở tiếp bên trên kia. À là làm chuồng gà ở trên kia. Chẳng qua nó đẩy xuống đây. Đấy. À. Là tít trên cà ly kia. Tải xuống đấy. Và làm việc. Xuống đây. May là ở bên này chứ, nếu mà ở bên kia thì là đất nó chả vào giữa nhà rồi, còn nó đi rồi còn đâu đấy. Anh. À. À vâng. Vâng. Đấy. 3 giờ cho đến 5 giờ sáng mới dọn hết. Vâng. Vẫn chưa hết được. Vâng. Quý vị và các bạn có thể thấy là may là đôi vợ chồng gia đình đã chạy ra ngoài. Chứ còn nếu ở trong này đây, đất cùng đá này đã vào đến tận giữa nhà rồi. Nói là cái nhà nó thì như nó trông như một cái quán thôi. Rất là đẹp thôi. Chồng ấy, nhà mẹ chồng ấy. Nhà mẹ chồng ở bên kia. Nhà em thì ở chỗ nào Đông Hà? Nhà bà ngoại em? Em ở Thống Nhất ạ. Thống Nhất ạ? Vâng. Rất là khổ. Đây là cái này vợ chồng em tự mua đất nữa. Một năm chỉ có làm được 1 tháng thôi. Này. Mấy năm rồi bây giờ làm được 2 gian để mà buôn bán thế mà hỏng hết. Trong ngày mất trí tình tất hết rồi anh. Rất là cảm thông với em. Rồi cố gắng xong là dần dần thôi để khắc phục bây giờ đã, để cho tối nay thì cho các con nghỉ ở chỗ nào đã. Vâng ạ. Chắc phải sang nhà bà nghỉ mấy hôm ạ. Quý vị và các bạn thân mến, hai vợ chồng thì tích góp với nhau thì làm từng gian một. Thế nhưng mà trong một đêm thì đã kéo hết các tài sản của hai vợ chồng trẻ. Thì đi hết rồi, rất là người ta thông cảm với hai em. Như vậy là quãng đường sạt, cái đoạn đường sạt lở này nó kéo dài tầm khoảng 100 m các bác nhé, tầm khoảng 100 m. Đó. Từ đầu phía bên này và sang đầu bên kia là khoảng 100 m. Và ở đây thì có 4 đến 5 hộ dân ở đây. Quý vị và các bạn có thể thấy là khối lượng đất và đá rất là nhiều. Như hiện tại thế này là phải hơn mét rồi. Đấy. Như vậy là đã cào gần hết. Và chuồng trại giữa các hộ dân bên cạnh cũng đã được bà con hỗ trợ nhau khênh gỡ ra rồi. Và trong ngày mai thì chắc chắn số bùn đất này thì mới được cải tạo dần. Và Phuc Bang sẽ chuyển tới những clip tiếp theo tới quý vị và các bạn. Và tới đây thì Phuc Bang xin tạm dừng clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của Phuc Bang.